Mới chị. Luôn xin kính mời các anh chị đã chụp hình ở cái backdrop chính giữa chúng ta. Sau khi chụp hình, chúng ta sẽ di chuyển lên vị trí tiếp theo. Ngày hôm nay chúng ta có tới 4 backdrop để chúng ta có thể có những bức ảnh để lưu lại với chủ nhân của bộ phim Định Mệnh ngày hôm nay, đó là đạo diễn Tư Vô, ca sĩ trẻ Ra Nguyên và những nhà sản xuất rất là tuyệt vời của ngày hôm nay. Tiếp tiếp mà cũng kết like hay sao? Kết like của chúng ta là em rất là đông. Cho nên chúng ta đã nghĩ chúng ta có rất là nhiều những sâu đó là những cái video của chúng ta và những cái video của chúng ta. Cho nên chúng ta đã nghĩ khi mà đã nhận thành rồi, chúng ta lại tiếp tục di chuyển theo hình mũi tên đi thẳng về hướng bên trái của em. Xin cảm ơn. Xin nhắc lại một lần nữa, những ai chúng ta đang chưa bước chân vào rạp thì ngay bây giờ hãy nhanh chóng bước vào rạp, bởi vì đèn sẽ tắt, mọi thứ sẽ trả lại không gian cho rạp Vườn Vô. Nhìn đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dạ dạ, ok, rồi. Rồi, bảo đảm luôn. Mấy cái máy ai luôn.
Việc rất là chuyên nghiệp. Nói chung khi mà hát show chung với nhau thì tới giờ là xuất hiện thôi.